Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại nội dung phân tích Tây Du Ký của kênh Giải Trí Tổng Hợp. Ở trong tác phẩm Tây Du Ký thì ngoại trừ đông đảo thần tiên yêu ma muôn hình muôn vẻ thì còn có rất nhiều những nhân vật vô cùng thần bí. Bọn họ có người thân là thủy tổ của toàn chân giáo, nhưng ở trong tác phẩm này lại chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Có người chỉ là một vị thầy bói vô danh và vô cùng bình thường lại có thể biết được thiên mệnh sở quy, hạ lệnh cửu âm hoàng tuyền. Vậy thì Ngô Thừa Ân đưa những nhân vật thần bí này xuất hiện trong tác phẩm Tây Du Ký mục đích để làm gì? Dưới đây xin mời quý vị và các bạn cùng với kênh Giải Trí Tổng Hợp cùng tìm hiểu về 10 nhân vật thần bí nhất ở trong tác phẩm này. Người thứ 10 là Chấn Sơn Thái Bảo Lư Bá Khâm. Khi Đường Tăng vừa rời kinh không lâu, hoàng đế an bài cho ông ta mấy người tùy tùng đã liên tiếp gặp nạn. Khi đến Song Xoa Lĩnh, Đường Tăng lại bị mãnh hổ tập kích. Lúc này Lư Bá Khâm xuất hiện. Nguyên văn có nói Đường Tăng bị lang hổ rắn rết truy đuổi chạy trốn tứ phía. Kết quả Lưu Bá Khâm vừa xuất hiện thì những loài lang hổ rắn rết kia lại tan tác như chim muông, khói đèn chạy trốn đi. Lưu Bá Khâm xuất hiện cũng là khiến Đường Tăng giật nảy mình. Về sau hắn tự giới thiệu nói, lên núi đang muốn săn hai con lão hổ để về ăn, không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp phải Đường Tăng. Ý vị này chính là muốn đem lão hổ lập tức thịt để ăn. Thực lực như vậy há là người bình thường có thể so sánh. Về sau lúc Lưu Bá Khâm hộ tống Đường Tăng trở về, lại tào ngộ một đầu ban lan hổ dị thường hùng mãnh, khí thế phi phàm. Lưu Bá Khâm cùng nó giao thoa mấy hiệp, mặt không đổi sắc, liền dùng xiên thép đem mãnh hổ đâm chết, nếu lấy lỗ tai kéo về nhà để ban đêm nướng ăn. Về đến trong nhà, Đường Tăng mới phát hiện ngày kế tiếp chính là ngày giỗ của cha Lưu Bá Khâm. Mẹ của Lưu Bá Khâm thỉnh cầu Đường Tăng giúp siêu độ, Đường Tăng vui vẻ đáp ứng. Người của Lưu gia đối với Đường Tăng càng là vô cùng cảm kích. Ngày kế tiếp, Lưu Bá Khâm một đường hộ tống Đường Tăng đến Lưỡng Giới Sơn. Chính là chỗ này Đường Tăng gặp Tôn Ngộ Không. Đường Tăng cứu Ngộ Không về sau thì Lưu Bá Khâm liền rời đi. Trong sách miêu tả, Lưu Bá Khâm tuy là một kẻ phàm nhân, nhưng mà triển hiện ra thực lực xác thực có chút không tầm thường. Có thể nhẹ nhõm ngược sát mãnh hổ, có thể đấu qua được mãnh hổ, vậy tuyệt đối là nhất đẳng ngoan nhân. Hiển nhiên Lưu Bá Khâm chính là một vị ngoan nhân bá đạo như vậy. Vị thứ 9 là Đường Đại Thuật Sĩ Viên Thủ Thành. Nếu như nói Viên Thủ Thành, mọi người có lẽ vẫn chưa quen thuộc. Như vậy một cái tên khác mọi người hẳn đều biết, đó là Viên Thiên Cang. Mà Viên Thủ Thành chính là thúc phụ của Viên Thiên Cang. Trong tác phẩm Tây Du Ký, Viên Thủ Thành bởi vì giúp ngư dân xem bói tính định khi nào có thể ra biển đánh cá, bởi vậy chọc giận Kính Hà Long Vương. Long Vương không tin Viên Thủ Thành xem bói chuẩn như thế, vậy là liền biến thành một người bình thường tìm đến Viên Thủ Thành để gây phiền phức. Kính Hà Long Vương muốn Viên Thủ Thành phải tính toán thời gian trời mưa. Kết quả thật sự Viên Thủ Thành đã tính đúng. Thế là Kính Hà Long Vương đã làm ra một quyết định rất ngu xuẩn, đó chính là tự mình hoán cải lượng mưa. Ngọc Đế biết được việc này về sau đã giận tím mặt, liền muốn hỏi tội Kính Hà Long Vương cũng để Ngụy Trình chấp hành trảm hình. Như vậy Viên Thủ Thành kia chỉ là một người bình thường, vì cái gì có thể dự báo tương lai chính xác đến như vậy? Thường nói thiên cơ bất khả lộ, phải biết lượng mưa như vậy chính là ý chỉ của Ngọc Đế, ngay cả thần tiên cũng không dám nói lung tung. Viên Thủ Thành lại có thể tính ra được. Cái tên Thủ Thành chính là muốn để hắn giữ vững thành tín. Nhưng mà Viên Thủ Thành này xác thực phương pháp trái ngược. Cũng tỉ như ban đầu giúp ngư dân tính, coi xong lại xui khiến ngư dân đem tin tức tiết lộ cho Long Vương, thông qua phương pháp này để chọc giận Long Vương. Sau đó Long Vương tìm đến gây phiền phức, lại tiết lộ thiên cơ. Lão Long Vương còn tưởng rằng mình chiếm ưu thế, kết quả làm tức giận Long Nhàn bị phán trảm hình. Thế là Viên Thủ Thành lại chỉ cho Long Vương con đường sáng để hắn đi tìm Hoàng Đế. Cho nên nói trong mộng trảm Long Vương, kẻ đầu têu chính là Viên Thủ Thành. Về phần Viên Thủ Thành có lai lịch ra sao, trong sách cũng không tiếp tục miêu tả đến, chỉ biết ông ta là thúc phụ của Viên Thiên Cang. Vị thứ 8 là vị hoàng dã tiểu phu. Khi Tôn Ngộ Không rời đi khỏi Hoa Quả Sơn ra ngoài học nghệ, ở trong núi đã đụng phải một vị tiểu phu. Tiểu phu này trước không thấy người, chỉ nghe âm thanh, hát lên đúng là một bài tống khúc. Phải biết lúc này vẫn là cách thời của Tống Thái Thông cả trăm năm, lại có người có thể hát ra ca khúc của nhà Tống. Tiểu phu nhìn thấy Ngộ Không về sau không sợ hãi, không hoảng hốt, không có chút nào biểu hiện thất thường. Mà những người bình thường khi nhìn thấy Ngộ Không đều là né tránh không kịp, gọi thẳng là yêu quái tới. Kết quả tiểu phu kia còn cười ha hả cùng Tôn Ngộ Không chào hỏi. Chờ Tôn Ngộ Không một đường lên núi lại quay đầu nhìn lên, lúc này tiểu phu đốn củi cũng đã không thấy tung tích, biến mất không tăm hơi.
Trong sách đối với tiểu phu miêu tả là tới đột nhiên đi cũng đột nhiên, mà lại một loạt hành vi cử chỉ cũng là tràn đầy sắc thái kỳ quái. Có thể thấy được vị tiểu phu này có thân phận tuyệt đối không tầm thường. Rất nhiều người đều cảm thấy vị tiểu phu kia có thể chính là một vị thần tiên nào đó biến hóa mà thành đặc địa ở đây để chỉ đường giúp cho Tô Ngộ Không. Về phần là Quan Âm Bồ Tát biến thành hay là Bồ Đề Tổ Sư biến thành thì không thể biết. Vị thứ bảy chính là Đại Thánh Quốc Sư Vương Bồ Tát. Đạo trường của Đại Thánh Quốc Sư Vương Bồ Tát ở vào Nam Thiện Bộ Châu Hu Di Sơn. Vị này có một đồ đệ Tiểu Trương Thái Tử cùng bộ hạ bốn đại thần tướng. Ở trong Tây Du Ký xuất hiện tại kiếp nạn Tiểu Lôi Âm Tự. Bởi vì Hoàng Mi Đại Vương có túi hậu thiên nhân chủng quá mức lợi hại, không chỉ có bắt đi Đường Tăng cùng hai vị sư đệ, còn đem trên trời rất nhiều thần tiền cũng bắt đi hết. Ngộ Không đối với thứ này cũng là không có biện pháp. Về sau Nhật Trị Công Tào đã đề cử vị Quốc Sư Vương Bồ Tát này. Ngộ Không một đường tìm tới, hy vọng Quốc Sư Vương Bồ Tát có thể ra mặt trợ hắn hàng yêu. Nhưng là Quốc Sư Vương Bồ Tát vừa thu phục thủy quái sông Hoài, Thủy Viên Đại Thánh, bởi vậy không tiện tự thần xuất mã đi trợ giúp Tô Ngộ Không hàng yêu. Thế là liền phái ra đồ đệ của mình cùng bộ hạ đi trợ giúp Ngộ Không. Kết quả Tiểu Trương Thái Tử cùng bốn đại thần tướng cũng bại bởi Hoàng Mi Đại Vương, nhẹ nhõm bị túi nhân chủng cùng nhau lấy đi. Như vậy Quốc Sư Vương Bồ Tát là ai? Thủy Viên Đại Thánh mà vị này thu phục lại là yêu quái gì? Trước tiên cần nói đến Thủy Viên Đại Thánh, rất hiển nhiên chính là Vô Chi Kỳ thời thượng cổ. Năm xưa nó bị Đại Vũ phong ấn tại đáy nước, nhưng cũng không có thể đem nó giết chết. Mà Quốc Sư Vương Bồ Tát chính là có thể nhẹ nhõm chế phục Vô Chi Kỳ. Dù chưa hiển lộ sơn thủy để hiện ra bản lĩnh gì, nhưng thân phận thần bí và thực lực của ông ta đều tuyệt đối có thể cho thấy sự cường đại của vị thần này. Vị thứ 6 là Kim Chỉ Trưởng Lão. Kim Chỉ Trưởng Lão là lão trụ trì tại Quan Âm Thiền Viện. Theo như ông ta nói, ông ta đã thọ tới 270 tuổi, với độ tuổi như vậy cũng đã có thể tính là một lão yêu quái. Nhưng mà Kim Chỉ Trưởng Lão lại là một vị phàm nhân thực sự. Điều này không khỏi khiến cho thân phận của ông ta trở nên có chút bí ẩn. Vì cái gì một người bình thường có thể trường thọ như vậy? Khi sư đồ Đường Tăng đi qua miếu Quan Âm, lão hòa thượng này lại là động ý đồ xấu. Nhưng không phải lán thịt Đường Tăng mà là để ý đến bảo vật Cẩm Lan Cà Sa. Phải biết Cẩm Lan Cà Sa này chính là Như Lai Phật Tổ ban tặng, chính là Phật môn chí cao vô thượng vinh quang. Thế là Kim Chỉ Trưởng Lão có ý đồ phóng hỏa thiêu chết sư đồ Đường Tăng, rồi chiếm lấy Cà Sa. Chỉ có điều mặc cho những âm mưu quỷ kế thiên biến vạn hóa đều khó mà giấu giếm được Hỏa Nhãn Kim Tinh của Đại Thánh. Ngộ Không nhìn thấu gian kế về sau, thiết kế dụ dỗ Kim Chỉ Trưởng Lão, đem Quan Âm Thiền Viện đốt sạch, mà Cẩm Lan Cà Sa bị Hắc Hùng Tình ngư ông đắc lợi cũng thuận tay trộm đi. Cuối cùng Cẩm Lan Cà Sa mặc dù được sự giúp đỡ của Quan Âm vật quy nguyên chủ, nhưng là Kim Chỉ Trưởng Lão cuối cùng lại bởi vì tham niệm của mình mà chết. Vị thứ năm đó là Nhiên Đăng Cổ Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật có thể nói trong Tây Du Ký cũng là ít có lộ diện, nhưng cũng giống như khắp nơi đều có ông ta. Tỷ như nguyên tác khi mở đầu hội bàn đào, lão quân cùng Đức Nhiên Đăng lỡ tại ba tầng gác cao trên đài Chu Lăng Đàn giảng đạo. Lần nữa chính là khi kết thúc tiểu thuyết, ngồi ở trên thượng bảo các, Đức Nhiên Đăng chính mắt thấy A Nan cùng Già Diệp đổi kinh thư giả, cũng cho người gọi Đường Tăng quay về để một lần nữa lấy được chân kinh. Nhìn chung toàn thư thì Nhiên Đăng Cổ Phật xuất hiện rất ít, thậm chí còn ít hơn cả vị Lai Phật Di Lặc. Mà mọi người đối với Nhiên Đăng Cổ Phật biết đến nhiều nhất có lẽ là trong tác phẩm Tây Du Ký Hậu Truyện. Là một trong tam thế Phật, địa vị của ngài cùng hiện tại Phật Thích Ca Mâu Ni, vị Lai Phật Phật Di Lặc cơ bản là cùng cấp, thậm chí còn có chút cao hơn. Mà lại ở một khía cạnh nào đó thì Đức Nhiên Đăng còn là lão sư của Phật Tổ Như Lai. Điều này cũng liền rất dễ dàng giải thích vì sao trong chương cuối của Tây Du Ký khi xếp hạng danh sách thì danh tự của Nhiên Đăng Cổ Phật lại xếp trước cả Đức Như Lai. Vị thứ tư đó là Ly Sơn Lão Mẫu. Ly Sơn Lão Mẫu trong Tây Du Ký 4 lần xuất hiện, số lần xuất hiện cũng là rất ít. Nhưng mà điều này cũng không ảnh hưởng đến việc vị thần này trở thành một vị nữ tiên có ảnh hưởng nhất trong văn hóa thần học Trung Hoa. Mà lại Ly Sơn Lão Mẫu một khi xuất hiện nhất định là lấy một loại địa vị cực cao mà tới. Tỷ như tại tình tiết Tứ Thánh Thử Thiền Tâm, Ly Sơn Lão Mẫu mang theo Quan Âm Bồ Tát Phổ Hiền Văn Thù hóa thân một vị lão ma cùng ba vị hoàng hoa đại khuê nữ đi dụ hoặc sư đồ bốn người Đường Tăng. Ở đây Ly Sơn Lão Mẫu chính là hóa thành mẫu thân của ba vị Bồ Tát,
từ đó cho thấy địa vị của bà trong Phật môn tuyệt đối không tầm thường. Lý Sơn Lão Mẫu lần thứ hai xuất hiện thì là tại bàn Tơ Động. Sư huynh Ngô Công Tinh băng vào hàng vạn hàng ngàn con mắt phát ra kim quang trên bụng, có thể nhẹ nhõm đem Ngộ Không đánh lui. Ngộ Không cuối cùng là đạt được Lý Sơn Lão Mẫu chỉ điểm đi tìm Tỳ Lâm Bà Bồ Tát, cuối cùng mới giải quyết được con Rết Tinh cùng 7 con Nhện Tinh. Vị thứ ba là Tử Dương Chân Nhân. Tử Dương Chân Nhân trong tác phẩm Tây Du Ký tuyệt đối là một vị thần tiên bí ẩn nhất. Tại kiếp nạn Chu Tử Quốc, tọa kỵ kỳ màu hống của Quan Âm Bồ Tát hóa thân thành Tái Thái Tuế hạ phàm làm yêu, đoạt đi phu nhân của quốc vương. Nhưng người mặc dù bắt được mà Tái Thái Tuế thật là không thể chạm vào. Vì sao? Bởi vì vị hoàng hậu Kim Thánh Cung Nương Nương này có mặc trên người một kiện bảo y tên là Ngũ Thải Tiên Y, bảo y thủy hỏa bất nhập, đào thường bất xâm. Tái Thái Tuế muốn chạm vào đều không dám. Mà Ngũ Thải Tiên Y chính là Tử Dương Chân Nhân ban tặng. Khi Kim Thánh Cung Nương Nương bị Tái Thái Tuế bắt đi, đang chuẩn bị hào hào hưởng dụng, thì kết quả Tử Dương Chân Nhân lại đột nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào. Trước đó cũng tương tự có yêu quái cướp giật nữ nhân dưới thế gian, tỷ như Khuê Mộc Lang Báo Tinh, nhưng lại không hề có được đãi ngộ như vậy. Nhưng vì sao đây tác giả cố ý an bài một vị thần tiên đưa tới Ngũ Thải Bảo Y để bảo hộ Kim Thánh Cung? Bảo vật đã như vậy thì chủ nhân của nó cũng tuyệt đối không tầm thường. Vị thứ hai đó là Bồ Đề Tổ Sư. Bồ Đề Tổ Sư là vị sư phụ đầu tiên của Tôn Ngộ Không. Mặc dù cuối cùng đem Ngộ Không trục xuất khỏi sư môn, nhưng hầu ca bất luận đi đến nơi đi nào cũng đều tôn kính vị này không thôi. Mà lại Bồ Đề Tổ Sư thân phận cũng là vô cùng đặc thù. Từ bề ngoài mà nhận định đây là một vị đạo môn tổ sư, nhưng mà khi thu phục Tôn Ngộ Không làm đồ đệ về sau, ban thưởng kỳ danh là Tôn Ngộ Không, lại truyền thụ cho hắn đại phẩm Thiền Tiền Quyết 72 biến Cần Đầu Vân. Có thể thấy được, bất luận là mệnh danh hay là pháp thuật, Bồ Đề lão tổ toàn bộ lấy Phật giáo lễ pháp để quản giáo hầu ca. Điều này không khỏi cũng làm người ta sinh ra nghi vấn, Bồ Đề tổ sư tột cùng là người như thế nào, là thuộc về đạo gia hay Phật gia? Mà lại Bồ Đề tổ sư bản sự thực lực cực kỳ cao cường, không chỉ có tinh thông tam giáo chư tử bách gia, mà lại pháp lực vô biên, mọi thứ đều tinh thông. Nhưng mà chỉ là ẩn nấp thụ đồ trong thầm cốc, thâm tàng công giữ danh, bất hiển sơn, bất lộ thủy, bất cô danh điếu tự, bất danh danh chạy đoạt lợi. Vị thứ nhất chính là Ô Xào Thiền Sư. Ô Xào Thiền Sư xuất hiện tại tỉnh Tiết thu phục chư bát giới. Nhưng mà nhìn chung toàn chương thứ 6 chủ tuyến là nói đến bát giới, còn lại là tỉnh Tiết Thiền Sư Thụ Tâm Kinh. Ô Xào Thiền Sư kia mặc dù tên là Thiền Sư, thân cư phủ đồ Sơn Trung, nhưng mà ông ta cũng không có ở miếu quan, cũng không cư ngụ ở động phủ, mà ở tại một cái bụi rậm. Đây cũng chính là hợp với cái tên Ô Xào, tức là tổ chim. Còn có một điểm vô cùng mâu thuẫn, Ô Xào Thiền Sư chưa từng gặp qua Đường Tăng, nhưng mà lại nhận ra Đường Tăng. 500 năm trước, đại náo thiền cùng thiên hạ không ai không biết người đó là Tề Thiên Đại Thánh, thì Ô Xào Thiền Sư lại không hề hay biết. Mấu chốt đó là Ô Xào còn cùng bát giới vẫn là quen biết đã lâu. Theo như bát giới nói thì thiền sư này có chút bản sự, đã từng khuyên bát giới đi cùng ông ta để tu hành, nhưng bị bát giới cự tuyệt. Có thể thấy được Ô Xào Thiền Sư đã từng muốn thu bát giới làm đồ đệ. Một điểm cuối cùng là Ô Xào Thiền Sư đã tặng cho quyển Ba La Mật Đà Tâm Kinh. Từ những điều trên có thể thấy được, vị Ô Xào Thiền Sư này thân phận xác thực kỳ quái và vô cùng bí ẩn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong một video nói về chủ đề Tây Du Ký được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Nếu như các bạn yêu thích những video như thế này, hoặc là những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm khác như là Phong Thần Diễn Nghĩa, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Hậu Tây Du Ký, Thủy Hử, hay kể cả những bài phân tích liên quan đến những tác phẩm kiếm hiệp của những nhà văn rất nổi tiếng như Kim Dung, Đan Thanh, Cổ Long, Mã Vĩnh Thành, Ôn Thụy An hay Ngoại Long Sinh, thì các bạn hãy tiếp tục truy cập vào channel của mình để theo dõi những nội dung đã từng được đăng tải lên trước đó và tiếp tục chờ đợi những video dẫn tiếp theo. Các bạn cũng đừng quên chia sẻ nội dung này cho bạn bè người thân nếu như cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.